Đây, hiện nay đang set up bộ dàn ở Hà Nam. Đây là bộ dàn bán nhạc cũng như là nhạc sống ngoài trời. Thiết bị đang đi thì sẽ đang dư anh em nhé. Đây là gồm đây là đồng bộ là Panasonic Jamsa. Cấu hình sẽ là gồm 2 xúc 50. Đây, thiết bị đây mang dư đi để hàng bãi nên là nhiều lúc là mình cứ mang dư đi cho chắc ăn. Kèm đó là hai loa 40 đồng bộ anh em nhé. Đây đồng bộ và loa center của Jamsa. Đó, bạn nào xin xịn được chưa mọi người? Đấy. Đây là đồng bộ Panasonic Jamsa anh em nhé. Thì là cái này thì hôm trước coi qua cho anh em xem rồi. Thì với những anh em nào mà chơi ấy, thì là chọn được đồng bộ thì nó lại rất là đẹp. Tại vì đồng bộ ấy, thì cái đáp tuyến giữa loa và sub thì gần như là nó sẽ là tương đối. Đó, do nhà sản xuất ra thì kể về cái kết cấu giữa sub đấy, và về phần 40 kể cả center gần như nó là trọn vẹn hơn. Đấy, thì là sau khi set up thì kể cả như kỹ thuật thì gần như là mình không phải can thiệp quá là nhiều về vấn đề đáp tuyến giữa loa full và sub. Thì như anh em đã biết thì là bên cửa hàng kia thì chuẩn bị có thêm 1 lít loa 30 tuyệt vời đẹp luôn. Đấy, và hôm sau mình sẽ lên sóng luôn cho anh em. Đó, và lát nữa anh em set up xong thì em sẽ test cho anh em nghe trực tiếp bộ này. Thật sự bác luôn đánh rất là mềm anh em nhá. Và kể cả như loa Bana anh em thấy này, cái dầu này bên trong đó. Đó. Dầu gần như đang còn kính cong luôn các bác nhá. Kính cong luôn. Cái này thì lời nó rất là hay. Còn súp này anh em thấy về có độ sâu này thì gần như là về cái nội lực của nó thì không phải bàn rồi. Đấy, và đây là Bana xịn đấy chứ anh em. Đó, Bana này. Đó, 1200W, 600 đến 1200. Thì anh em sản xuất năm 2015. Đó, còn loa lời nó là 500 đến 1000W. Anh em đây là công suất tiêu chuẩn của nó các bác nhá. Đây là công suất tiêu chuẩn. Được chưa mọi người? Và đây là chiếc loa center. Đấy, đây là một chiếc một cặp loa center 30, công suất là 150W. Đó, anh em thấy chưa? Thì bây giờ anh em đang lắp xong tụ máy và đẩy ba kênh thiết bị mic là mic DE-E800. Vang thì vang EX6, nó là thuộc dòng vang X8. Nó sẽ có chia cho anh em đó là hai mic riêng biệt. Đấy. Nếu anh em nào mà chơi thì thường thường là anh em sự kiện là rất thích những dòng hai mic riêng biệt này thì nó sẽ là chia thành hai mic nam mic nữ hoặc là tùy theo anh em setup nhé. Có nghĩa là cắm mic 1 là sẽ khác, chế độ khác, cắm mic 2 chế độ khác. Đó, nó sẽ chia như vậy. Đây là EX8. Nói chung là dòng X8 á, được chưa anh em? Đó, thì nó sẽ là có chức năng như vậy, nó hơn X5 và X3 là X6 ở điểm đó. Còn về chip thì nó vẫn là trùng chip giải mã analog 21375. Được chưa anh em? Đó, ok. Bây giờ lát nữa sẽ test cho anh em xem bộ này. Đang lắp đúng nơi là dạy học hát luôn anh em. Đấy, trung tâm dạy nhạc. Đấy. Đây là học trò hát trước. Đấy. À, hay quá này, em vừa nghe bài hát phê thật anh em ạ. Các bác vào cho kia online các bác nhá. Hát như nút đĩa luôn các bác ạ. Thật sự các bác luôn là hát như nút đĩa luôn. Đây anh em nào hát cũng hay hết. Làn gió thơm hương đêm về quanh khu nhà tôi ơi tất sông chiều qua tôi đứng trên tầng góc thật cao nhìn ra chân trời xa xa từ bao mái nhà đèn hoa sáng người bầu trời thêm vào muôn vì thank you.
Ok anh em.